Hôm nay Tuấn sẽ mời tất cả mọi người đi thăm khu vực sân bóng của huyện Giao Thủy. Đây là khu vực sân bóng nhân tạo của huyện Giao Thủy, Nam Định. Một sân bóng rất là đẹp. Hiện giờ đã là 21 giờ rồi nhưng mà vẫn còn rất là nhiều người đang đá bóng ở đây. Cúi đầu ơi. Vâng. Buổi tối mát mẻ nên mọi người tập trung đá bóng rất là nhiều. Nhiều các cầu thủ đang này giữa các đội đang thi đấu với nhau. Đây là hai đứa con của Tuấn, hai bé là đi cùng với bố để đi ba bố con đang nghe. Đây chính là sân bóng của huyện Giao Thủy, và nằm trên đất thị trấn Ngô Đồng thuộc tổ dân phố Sơn Hòa, trước là khu 4B thị trấn Ngô Đồng, bây giờ đã đổi thành tổ dân phố Sơn Hòa. Một cảnh tượng của sân bóng buổi tối rất là đẹp, có rất nhiều những đèn cao áp đang được rọi xuống phía sân. Ba bố quay hình ảnh sân bóng ấy đi. Đẹp nhỉ? Đẹp đúng không? Vâng, đây chính là khu vực tường bao xung quanh sân vận động. Nối liền sau trước những tường bao đó chính là những hàng quán bày bán những quán ăn nhanh để dành cho tất cả mọi người buổi tối vui chơi buổi tối mà đến ăn. Chúng ta có thể nhìn thấy những cái cột đèn cao áp nhìn như những viên kim cương đang lấp lánh, nhìn rất là đẹp. Anh em nhìn quanh đây này. Vâng, tiếp theo đây chính là toàn cảnh của khu vực phía bờ hồ. Đây là phía ngoài của sân vận động. Còn phía xa kia, chỗ ánh đèn lấp lánh đủ màu sắc đó chính là khu vực bờ hồ huyện Giao Thủy. Chúng ta có thể nhìn thấy là rất là nhiều những ánh đèn đang rực rỡ. Đi đâu ơi? Đi ra đấy làm cái gì? Nhìn đẹp không? Nhìn đẹp 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 không? Wow, nhìn đẹp không? Màu được chưa? Trước giờ đây chính là khu vực hồ bơi này. Bể bơi của huyện Giao Thủy. Vâng, toàn cảnh đây cũng là khu vực ngoài phía bờ hồ. Hôm nay là buổi tối ngày mùng 4 tháng 5. Nên là mọi người đang định đi làm. Nên là buổi tối là mọi người cũng không ra ngoài đi chơi như vào hôm ngày lễ nữa. Đây cảnh cái này có đẹp này con này. Đâu rồi? Đẹp chưa?
đúng không? Điện nhiều không? Đem ra. Cậu ơi, cảnh hồ nước này. Để con đấy nhá. Buổi tối ngày mùng 4 tháng 5 này, hôm nay trời rất là nóng. Nên là ba bố con có rủ nhau đi ra phía bờ hồ để hóng mát. Và cũng tiện cũng quay lại toàn diện cảnh khu vực bờ hồ và sân bóng và khu bể bơi để cho tất cả mọi người được biết đến. Đây là vẫn đang quay bốn xung quanh phía khu vực bờ hồ. Đây là mọi người có thể quan sát được tất cả bốn phía ở xung quanh phía bờ hồ. Và nhìn dưới mặt nước thì nhìn nước rất là xanh và những ánh điện phản chiếu xuống trông như những ánh đèn hoa đang lấp lánh, như một dàn pháo hoa đang thì được đốt sáng, nhìn rất là đẹp mắt, tạo cho một bờ hồ của buổi tối rất là đẹp và thơ mộng. Tận ngã nhá. Nha. Tận ngã nhá. Đây chính là cổng chính của khu đền liệt sĩ, khu vực tổ quốc ghi công những anh hùng liệt sĩ, những anh hùng liệt sĩ đã hy sinh cho đất nước Việt Nam. Đây là mấy bố con đang đây. Con đi quay lại cảnh buổi tối ở bờ hồ. Vâng, đây chính là khu vực đường chính, nằm ở chỗ khu vực huyện đội và công an huyện. Và cũng là chỗ khu vực ghế đá của bờ hồ. Quanh bờ hồ để quay lại toàn cảnh khu vực sân bóng và khu vực bờ hồ. Hôm trước là vào dịp lễ là có quay, trước là dịp lễ là quay gọi là tổng quát, bao quát một số rồi, quay cho tôi gọi là một số rồi. Hôm nay là quay tổng quát hết vào quanh bờ hồ mọi người nhé. Đây chính là hai chiếc đèn của đài hồ nước nằm ở giữa khu vực bờ hồ. Ánh đèn rất là nhiều màu sắc tiêu bầu rất là thơ mộng và sinh động.
ba bố con Tuấn, đó chính là khu vực bể bơi ở huyện Giao Thủy. Ở nhà có con trai rồi à? Mấy con trai? Con cũng nằm ở trên mảnh đất tổ dân phố Sơn Hòa, thị trấn Ngô Đồng. Cảnh đẹp quá, đi quay. Có bác không? Bác có xem không? Con gì à? Không, cháu không thấy đâu. Ê, khu vực bể bơi. Do là bể bơi chưa được hoạt động lại nên là dưới lòng hồ là chưa có nước. Bể bơi chưa đến mùa hè nên là cũng chưa hoạt động. Đừng treo đấy con ơi, ngã đấy. Nhìn buổi tối này cũng không phát hiện ra, để mình quay sáng cho mọi người xem nhé. Nghe khu vực bể bơi. Vâng, cũng là do thời lượng chỉ dừng có hạn. Lấy nước chưa? Tuấn xin phép được dừng video tại đây. Ba anh em lấy nước chưa? Cảm ơn mọi người đã theo dõi anh em. Hẹn gặp lại mọi người trong các video tiếp theo. Đâu? Để lại bố gửi, để lại bố trả tiền đâu? Mọi người xem thấy phong cảnh đẹp thì hãy nhớ nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh cho Tuấn nhé. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Đừng đi ở đấy nữa Huy ơi, đừng dẫn em quay lại đi, ngã đi. Nước này.